Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel, Bankstown, New South Wales 2200. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi phần điểm báo thế giới của Vietpay TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ Tư 20 tháng 4 năm 2022. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam thì chúng ta đã biết thời gian qua thì cũng có một vụ án lớn trong ngành y tế liên quan đến đại dịch COVID-19 đã bị phanh phui. Đó là vụ nâng giá cái bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, khiến rất nhiều người liên quan bị bắt giữ. Thế nhưng mà đây cũng không phải là vụ duy nhất. Mới đây nhất thì báo chí trong nước ngày hôm qua cũng đã đưa tin là thanh tra tại một tỉnh ở Việt Nam, đó là tỉnh Long An, thì cũng vừa phát hiện ra cũng rất nhiều sai phạm trong việc mua thiết bị vật tư y tế liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong đó có việc là lãnh đạo của một ban quản lý dự án đã tự ý thay đổi cái phê duyệt ban đầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho mua thiết bị từ Mỹ, thì đã tự ý sửa đổi thành cho mua sản phẩm từ Trung Quốc. Báo chí thì không nói cụ thể, nhưng có lẽ ai cũng biết rằng một sản phẩm mua từ Mỹ thì cũng khác hoàn toàn với một sản phẩm mua từ Trung Quốc. Khác cả về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm. Và tất nhiên là mua từ Trung Quốc thì có cái chi phí vận chuyển và giá cả thì rẻ hơn rất nhiều so với mua từ Trung Quốc. Mặc dù là chất lượng sản phẩm đó thì không thể nào bằng sản phẩm từ Mỹ. Do việc vận chuyển mua thiết bị từ chuyển từ Mỹ qua mua từ Trung Quốc cũng đã giúp ban quản lý dự án này, cụ thể là ở tỉnh Long An, bỏ túi được rất nhiều cái tiền chênh lệch từ cái khoản cấp phép của lãnh đạo tỉnh. Và với việc mà trên bảo một đằng, dưới thì làm một nẻo, thì theo báo Thanh Niên ngày hôm qua thì tỉnh Long An cũng đang xem xét là sẽ khiển trách cái trách nhiệm của ban giám đốc quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ở tỉnh Long An cùng các cá nhân liên quan đến vụ bê bối này. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi không biết rõ như Lily vừa nói là cái số tiền chênh lệch mọi người đã bỏ túi là như thế nào. Tuy nhiên, theo các cơ quan truyền thông trong nước, đặc biệt là theo tờ Việt Nam Plus, thì cái khoản chênh lệch ít nhất mà những người này họ có được là khoảng 1 tỷ 100 triệu đồng ở Việt Nam, và đó là con số thấp nhất mà họ có được từ cái khoản chênh lệch giữa trang thiết bị của Mỹ và trang thiết bị của Trung Quốc. Nhưng mà chắc chắn là cái con số 1 tỷ này nó hơi nhỏ, chúng tôi nghĩ rằng nó phải có đáng giá hơn nhiều thì họ mới có thể thay đổi hoàn toàn cái quyết định. Và đây không phải là quyết định cá nhân của một người mà là của một ekip. Cho nên nó phải có được cái sự đồng thuận và nó phải có được cái số tiền đủ lớn để mọi người chia với nhau thì họ mới mạo hiểm đưa ra cái sự thay đổi như thế này. Và chắc chắn đây không phải là cái vụ việc phanh phui cuối cùng, mà sẽ còn có thêm những cái phanh phui khác liên quan đến những cái trang thiết bị vật tư y tế trong cái kế hoạch phòng chống đại dịch. Bởi vì đại dịch đã xảy ra xuyên suốt trong hơn 2 năm từ đầu năm 2020 và kéo dài cho tới tận thời điểm này. Thì trong khoảng thời gian đầu đại dịch, tất cả những cái diễn tiến nó còn rất là hỗn loạn. Tỉnh nào cũng sẽ tự có những cái quyết định để mà vịn vào cái cớ là cần có những cái trang thiết bị này gấp để mà cho cái việc phòng chống nó hiệu quả hơn. Và trong cái thời điểm đó thì không ai nghĩ rằng sẽ bị thanh tra.
Tuy nhiên sau khi đại dịch đi qua và đặc biệt là sau khi những cái kit xét nghiệm của công ty Việt Á bị phanh phui thì hầu hết Bộ Y tế của các tỉnh đều đã được hỏi thăm sức khỏe, và từ đây thì nó không những nó lòi ra những cái vụ tham nhũng liên quan đến bộ kit xét nghiệm mà nó lại còn lòi ra những cái tham nhũng liên quan đến những cái thiết bị khác trong cái ngành y tế, và chắc chắn đây là những cái thông tin mà nó sẽ liên tục được đề cập trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn chúng ta cũng còn nhớ ở Sài Gòn thì vào cuối năm ngoái cũng xôn xao dư luận một cái vụ mà là người mẹ ghẻ hành hạ con chồng là một bé gái 8 tuổi dẫn đến việc bé gái này tử vong. Thì nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an của thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có kết luận điều tra về vụ việc này. Theo đó, cha của cháu bé cũng đã bị đề nghị truy tố về tội danh là hành hạ người khác, còn người dì ghẻ thì bị buộc tội là giết người. Cụ thể thì cơ quan cảnh sát điều tra công an của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị truy tố bị can là Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê ở Gia Lai, tức là người mẹ kế đó, về tội giết người và hành hạ người khác dẫn đến cái chết thương tâm cho bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh. Còn bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, là cha ruột của em bé, thì đã bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Các báo thì ngày hôm nay cho hay là qua quá trình điều tra thì đến nay cơ quan công an cũng đã có đủ cơ sở cho rằng bị can Trang đã trực tiếp hành hạ và bạo hành gây ra cái chết thương tâm của cháu bé gái. Ngoài ra bị can Thái, tức là người bố, thì cũng nhiều lần chứng kiến và có tham gia đánh con. Khi Trang gây ra cái chết cho cháu bé thì người bố cũng đã che giấu hành vi tội phạm của người tình của mình. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ là độc giả ở Việt Nam khá là phẫn nộ vì cái thái độ của người cha ruột của nạn nhân, là bởi vì thông tin cho chúng tôi thấy là khi mà được báo là con mình đang hấp hối thì người cha là ông Thái này đã từ chỗ làm trở về và đã đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian chờ đợi không biết là con mình sống chết như thế nào trong phòng cấp cứu thì ở ngoài này ông Thái đã xóa hết những cái dữ liệu camera trên cái điện thoại di động của mình, bởi vì ông biết rằng nếu cảnh sát điều tra nhìn thấy những cái hình ảnh này thì cái việc truy tố nó chắc chắn là nó sẽ diễn ra. Nhưng mà không may là với cái kỹ thuật hiện tại trong thời điểm này, tất cả những cái dữ liệu từ camera đã được khôi phục, và đó là lý do vì sao mà cảnh sát có đủ chứng cứ để mà tuyên bố tội giết người đối với người mẹ ghẻ là bà Trang. Trong khi bé gái thì đã không may như chúng tôi đã loan, đỉnh điểm của cái sự hành hạ này nó diễn ra vào ngày 22 tây tháng 12 năm 2021, và những cái hình ảnh trên camera ghi lại cho thấy là cô bé đã bị đánh liên tục từ lúc khoảng 14 giờ, có nghĩa là 2 giờ kéo dài cho đến 6 giờ, bởi vì lý do là những cái bài tập ở nhà không làm được hoặc là không làm ra được kết quả đã làm bực tức cho người dì ghẻ này. Và trước khi mà người dì ghẻ này ra tay thì cô bé cũng đã bị buộc phải học ở nhà trong nguyên một buổi sáng. Và người dì ghẻ này thì cũng đã chuẩn bị thức ăn trưa cho cô bé, có nghĩa là nó cũng không quá nhẫn tâm, không quá ác độc, theo nghĩa là bỏ đói và đánh đập, vẫn chuẩn bị phở, vẫn chuẩn bị nước ép và sữa, nói chung là chăm sóc sức khỏe thì có. Nhưng mà không, nếu mà chúng ta không hiểu vì lý do gì thì đã trở nên một con người khác hoàn toàn khi nhìn thấy những cái bài tập cô bé không hoàn thành đúng theo yêu cầu. Và từ đó thì những cái việc đánh đá nó đã xảy ra liên tục cùng với những cái cây thước rất là dài cứ thế mà đánh vào cô bé. Và cái vết thương mới nó cộng với những cái vết thương cũ mà cô bé này đã bị đánh nhiều lần trước đó, nó mới dẫn đến cái trường hợp là phổi nó bị sưng, tổn thương và nó không thể thở được nữa. Và đó là cái nguyên nhân mà các cảnh sát đã đưa ra, và chắc chắn là cái án tù cho một người với tội danh giết người thì rất là nặng, và chúng ta sẽ chờ xem việc tuyên án này nó sẽ diễn ra như thế nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam thì tiếp tục khá ổn định, khi mà ngày hôm qua cả nước cũng chỉ ghi nhận có khoảng 13.500 người nhiễm mới tại 60 tỉnh thành và cũng có 18 người tử vong. Hà Nội thì cũng vẫn dẫn đầu nhưng cũng chỉ còn có trên 1.000 ca nhiễm mới được phát hiện. Còn tại Sài Gòn cũng có khoảng 557 trường hợp nhiễm mới được phát hiện. Trong khi đó thì tại Sài Gòn hiện nay thì Sở Y tế của thành phố cũng vừa phát đi một cái thông báo
cho biết là hiện nay có một cái hội chứng nặng và nguy hiểm là xảy ra ở những trẻ em sau khi bị nhiễm COVID-19, khiến trong 9 tháng vừa qua cũng có tới 315 trường hợp trẻ em phải điều trị khẩn cấp tại các bệnh viện chuyên khoa nhi. Hội chứng mà Sở Y tế của thành phố Sài Gòn nhắc đến đó là mang tên là MISC. Đây là cái tình trạng viêm các cơ quan khác nhau trong cơ thể, bao gồm cả tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan thuộc bộ tiêu hóa ở trẻ em, cho những ở những trẻ em mà có cái tiền sử mắc COVID-19 từ trước đó. Đây cũng là một hội chứng mới và cũng được ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2020 tại Mỹ và Anh. Và thống kê cho thấy thì tại Mỹ tỷ lệ trẻ em mắc cái hội chứng hậu COVID này là chiếm khoảng 0.6%, tức là cứ 1.000 trẻ nhiễm COVID-19 thì có khoảng 6 trẻ bị hội chứng nặng này. Và hội chứng này thì thường xảy ra khoảng từ 2 đến 6 tuần sau khi trẻ bị nhiễm COVID-19. Trong khi đó thì tại Sài Gòn, thống kê cho thấy là trong khoảng thời gian từ tháng 6 2021 cho đến cuối tháng 3 2022, có nghĩa là trong thời gian 9 tháng, ở Sài Gòn đã có khoảng 75.000 trẻ em đã bị nhiễm COVID-19, và trong số này thì có 315 trẻ em được xác nhận là bị triệu chứng hậu COVID-19 theo cái từ chuyên môn là MISC. Và 315 trẻ em này tương đương với cái tỷ lệ là 0.4%, có nghĩa là vẫn thấp hơn so với 0.6% ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng là tất cả những cái trường hợp này nếu phát hiện kịp thời, sau khi chúng ta thấy là trẻ em đã có kết quả âm tính nhưng vẫn tiếp tục ho hen nóng sốt, thì chúng ta chữa trị kịp thời thì nó cũng không có gây nguy hiểm hoặc không gây tử vong. Nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì tất cả những cái triệu chứng này nó sẽ làm tổn thương tới phổi hoặc là tổn thương tới những cái cơ quan khác, và đó là một cái thời điểm khó khăn hơn trong cái quá trình chữa trị cho những cái đứa trẻ mà bị hậu COVID-19 như thế này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì Mỹ cũng đã vừa trao tặng gần 40 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thì lô vaccine Pfizer là gồm 1.700.000 liều cũng đã được chuyển giao cho Việt Nam và đến Hà Nội vào hôm 18 tháng 4. Như vậy là nâng tổng số vaccine phòng COVID-19 mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam lên tới gần 40 triệu liều. Còn về tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, thì thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua trên thế giới đã ghi nhận là trên 550.000 ca mắc mới và cũng có tới 1.900 người không qua khỏi sau khi nhiễm COVID-19. Cụ thể thì Hàn Quốc đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới là trên 130.000 ca, và Anh Quốc đứng thứ hai với trên 118.000 ca, và tiếp theo chính là Úc là trên 39.000 ca. Về nhân số tử vong thì Nga đứng đầu là với 235 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 trong ngày hôm qua. Tiếp theo là Mỹ với 195 người và Pháp có 182 người. Tại Mỹ thì dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật ở Mỹ thì cho thấy số ca mắc mới COVID-19 thì đang gia tăng ở hơn một nửa số bang của nước này. Chủ yếu nguyên nhân là do cái sự lây lan của biến thể phụ BA2 của Omicron. Mỹ hiện nay mỗi ngày ghi nhận trung bình khoảng 35.000 ca nhiễm mới, tức là cũng tăng gần 20% so với tuần trước và tăng cũng trên 40% so với 2 tuần trước đây. Và các chuyên gia cho rằng số ca mắc mới được thông báo hàng ngày thực tế thì thấp hơn nhiều so với con số thực tế, bởi có nhiều người bị nhiễm COVID-19 nhưng mà không thông báo cho chính quyền. Vâng, nếu mà chúng ta căn cứ vào những con số được công báo thì chúng ta thấy rõ là liên tục trong nhiều tháng vừa qua số ca nhiễm dương tính tại Úc mỗi ngày đều cao hơn số ca nhiễm tại Mỹ. Đây là điều mà chúng ta không hề mong muốn. Chẳng hạn như ngày hôm qua 19 tháng 4, nước Úc của chúng ta trở nên khá là nổi tiếng khi mà đứng hàng thứ 3 trên toàn thế giới về tổng số ca nhiễm, khi chúng ta có 39.091 ca nhiễm, trong khi tổng số ca nhiễm ngày hôm nay lại cao hơn con số này nữa. Và tại Thượng Hải thì kính thưa quý vị, vấn đề cái chiến dịch Zero COVID-19 vẫn tiếp tục là một đề tài gây rất là nhiều tranh cãi. Mặc dù vậy, chính quyền Bắc Kinh ngày hôm qua lại một lần nữa đã xác quyết là họ vẫn duy trì kế hoạch Zero COVID-19, trong khi Thượng Hải thì vẫn
có một cái sự gia tăng về số ca nhiễm mỗi một ngày lên xuống ở mức là trên dưới 20.000 ca. Nhưng mà đều chúng ta thấy có một cái sự chuyển biến, đó là Thượng Hải đã bắt đầu công bố những cái trường hợp tử vong. Ngày 18 tháng 4 là lần đầu tiên Thượng Hải công bố số người tử vong là 3 người. Ngày hôm qua 19 tháng 4, trong số hơn 20.000 ca nhiễm thì Thượng Hải đã xác nhận là họ có thêm 7 nạn nhân nữa tử vong. Đa số là những cụ ông, cụ bà lớn tuổi có hệ thống miễn nhiễm yếu và có bệnh nền. Tuy nhiên những con số tử vong này hoàn toàn không chính xác, bởi vì theo lời thân nhân của những người chết cũng như theo lời những cái bệnh viện điều trị COVID-19 thì số người chết mỗi ngày thật ra rất là đông. Tại các viện dưỡng lão, số của ông, của bà chết cũng rất là nhiều, nhưng mà không ai rõ lý do. Và rất nhiều những cái tờ báo truyền thời, cơ quan truyền thông như là BBC, như là đài CNN đã cố gắng liên lạc với các bệnh viện ở Thượng Hải hoặc liên lạc với chính quyền Bắc Kinh để xác nhận những thông tin này, nhưng mà họ không bao giờ nhận được câu trả lời, bởi vì không ai tin là thành phố 25 triệu dân bị phong tỏa hơn một tháng vừa qua mà số người tử vong nó lại ở cái mức thấp đến như vậy. Và trong bối cảnh này thì người dân Thượng Hải một lần nữa đã rơi vào một cái tình trạng hỗn loạn, bởi vì cái sự thiếu hụt thực phẩm mà họ không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ xảy ra trong năm 2022 như thế này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là một nghịch cảnh đang diễn ra ở Thượng Hải, đó là người dân ở Thượng Hải thì đang rất cần thực phẩm. Thế nhưng mà họ lại hiện nay là chỉ được nhận một cái loại thuốc đông y là Liên Hoa Thanh Ôn để chữa trị COVID-19. Và chính vì vậy mà hiện nay cư dân ở Thượng Hải cũng đang tỏ ra rất bất bình, vì hiện nay cái mà họ cần nhận được nhất đó là thực phẩm thì lại không nhận được, trong khi thì lại cứ nhận được cái loại thuốc đông y này. Theo thống kê cho thấy thì ít nhất cũng đã có 8 triệu hộp Liên Hoa Thanh Ôn đã được chuyển tới tâm dịch Thượng Hải để chống cái đợt bùng phát hiện nay, trong khi nhiều người dân ở thành phố thì lại đang chật vật để tìm rau tươi, gạo và khẩu trang. Chẳng hạn một cái tài xế tình nguyện ở Thượng Hải thì vào tuần trước cho biết là đội xe của anh đã phải dành tới 1/3 công suất để vận chuyển cái thuốc đông y Liên Hoa Thanh Ôn này, thay vì là vận chuyển nhu yếu phẩm, trong bối cảnh mà người dân thành phố thì lại đang rất cần. Điều đáng nói là không những là người dân cảm ra bất và tỏ thái độ bất mãn khi họ nhận được những cái hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn, mà ngay cả các bác sĩ tại Thượng Hải, tại Bắc Kinh cũng đã không thể nào hiểu được lý do vì sao những cái hộp thuốc này liên tục được chuyên chở đến và phân phát cho người dân ở Thượng Hải. Bởi vì các bác sĩ cho rằng cái loại thuốc Liên Hoa Thanh Ôn này nếu mà dùng cho những người khỏe mạnh thì có thể gây rối loạn dạ dày hoặc là gây tổn thương về thận. Trong khi vào tháng 4 2020 thì chính quyền Trung Quốc đã khuyến khích người dân sử dụng cái loại thuốc Liên Hoa Thanh Ôn này để cho những cái trường hợp nghi nhiễm khi họ bị ho, bị sốt, bị mệt mỏi hoặc là những cái ca nhiễm ở mức độ trung bình mà thôi. Tuy nhiên ở Mỹ và ở những quốc gia khác thì không có thông tin rõ rệt. Chẳng hạn như tại Mỹ thì Viện Y tế của Mỹ đã từng xác nhận là giúp thuốc này có thể giúp giảm được những cái triệu chứng, nhưng cái hiệu quả tổng thể thì chưa có một cái cuộc nghiên cứu nào để xác nhận đây là loại thuốc sử dụng để chữa trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong khi tại Singapore thì loại thuốc này được đăng ký là một cái sản phẩm chăm sóc y tế bổ trợ, chứ không phải là thuốc để chữa trị cho COVID-19. Thế nhưng trong những tuần vừa qua thì đây là một cái mặt hàng xuất hiện nhiều nhất, cho đến mức độ mà người dân nhìn thấy những cái hộp thuốc này thôi thì họ đã nổi giận rồi, là bởi vì họ cần thực phẩm hơn hoặc là uống thuốc. Những người mà họ không có bệnh mà không có thực phẩm để ăn thì họ cũng sẽ bị suy yếu cái sức khỏe rất nhanh. Vì thực tế thuốc thì không có chữa trị được bệnh này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt ở Trung Quốc, mà một thông báo cũng rất đáng tiếc được chính phủ Philippines và Trung Quốc xác nhận, đó là đại sứ Philippines tại Trung Quốc thì cũng đã qua đời trong khi mà đang cách ly tại một khách sạn ở tỉnh An Huy vào hôm 18 tháng 4. Theo cái quy định cách ly phòng COVID-19 của Trung Quốc hiện nay thì đại sứ của Philippines tại Trung Quốc mà đã phải ở trong khách sạn trong vòng 3 tuần sau khi dự một cái cuộc họp của Ngoại trưởng Philippines và Trung Quốc vào hôm 3 tháng 4.
Và thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines ngày hôm qua thì cũng không nói rõ nguyên nhân qua đời của đại sứ. Thế nhưng mà cũng chúng ta cũng đều được biết là giữa Trung Quốc và Philippines thì cũng có cái quan hệ cũng khá căng thẳng liên quan đến vấn đề Biển Đông. Đặc biệt là sau cái phán quyết của tòa trọng tài thành lập cái vùng gọi là cái trọng tài về Biển Đông. Vâng, kính thưa quý vị, còn cũng liên quan đến đại dịch COVID-19, thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả ngày hôm nay, đó là tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Boris Johnson ngày hôm nay lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi người dân Anh quốc sau khi ông đã bị cảnh sát tại London gửi giấy phạt bởi vì ông đã vi phạm những cái luật lệ cách ly trong khoảng thời gian mà London đã phong tỏa hoàn toàn diễn ra vào tháng 5 2020. Lý do là bởi vì trong thời điểm này thì tại phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing vẫn có những cái buổi tiệc tùng và cảnh sát đã điều tra. Trong năm ngoái thì Thủ tướng Boris Johnson đã xác nhận là ông không làm gì để mà vi phạm luật lệ phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên khi mà cảnh sát đưa giấy phạt này ra thì chắc chắn là Thủ tướng đã phải làm cái gì đó vi phạm luật lệ. Và chính vì vậy ông đã phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng nhiều người cho rằng lời xin lỗi này có thể là đã quá muộn. Nếu ông xin lỗi vào thời điểm trước đây khi vụ việc vừa bị phanh phui thì mọi người có thể dễ bỏ qua hơn. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì chúng ta không biết là chuyện gì sẽ xảy ra khi mà nội các tại Anh quốc sẽ có cuộc họp vào ngày mai để mà quyết định thêm là có nên Thủ tướng có nói dối hay không. Vâng, phải xác nhận lại là những cái lời tuyên bố của Thủ tướng Boris Johnson trước đây nó có bao nhiêu phần trăm gọi là trung thực và bao nhiêu phần trăm là gian dối. Vâng. Và có chắc chắn là sự nghiệp chính trị cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cái mức phạt của cảnh sát lần này. Và Thủ tướng cũng không tránh khỏi được luật pháp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.